khoảng bao lâu chúng ta có thể đang tiến tới được? Dạ nếu mà phù hợp thì khoảng tầm 1 tới 2 năm. Em hình dung chàng trai bên đây thế nào? Nãy giờ nghe giọng nói. Em nghe giọng nói thì chắc là hơi nhút nhát một xíu. Rất là nhút nhát, thành ra là ba mối tình đều là đơn phương hết luôn đó. Bà mối qua coi coi được không nè. Bạn nam ơi, dạ. Em hình dung bạn nữ bên đây như thế nào? Dễ thương, theo em nghĩ là bạn nhỏ con. Em nghĩ bạn này cao hay lùn? Theo em nghĩ là cỡ 1m58. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông ơi. Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Đẹp trai à, em này đẹp trai lắm à. Đúng rồi. Có duyên á. Đó, em không thích điều gì ở bạn gái? Thấy ví dụ thấy người ta mua cái gì ra mới ra là mình đua đòi mua theo hả? Dạ, em không thích. Mà em đi với ai hôm nay? Hôm nay em đi với bạn. Bạn thân. Dạ em chào hai MC dễ thương. Chào quý vị khán giả. Dạ em tên Minh, là bạn của Long. Thì theo mình thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Theo mình là bạn hiền. Dạ. Hai bạn đến đây là cũng là một cái duyên rồi. Dạ, nên bấm nút cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai? Hôm nay em cũng đi với bạn thân của em. Dạ, xin phép chào hai MC cùng với lại bạn Long cùng với lại quý vị khán giả ở đây. Dạ, em xin phép tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, là bạn thân của bạn Mai. Và em là hàng xóm với nhau, là chơi thân từ nhỏ đến lớn giờ. Hiện tại trước đó Thanh Long có nói là Long hiện tại là ảnh kinh doanh cà phê với là hỗ trợ thông tin cà phê. Hiện tại bên em là phố núi, đây là thành phố cà phê luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể là có dịp thì có thể mời quý vị khán giả về ghé thăm thành phố cà phê bên em. Hiện tại chị Bếp Anh nhận xét về bạn Nam, hiện tại là bạn khá là hiền. Thì nếu mà có nhu cầu thì hai bạn có thể là tìm hiểu thông tin với nhau và tiến đến hôn nhân cũng được. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Long. Em cảm ơn ạ. Dạ em cũng có. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Ngồi đi em. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Đúng rồi. Chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào bạn nam bên kia và chào khán giả trong trường quay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trần Thị Ngọc Mai. Mình hiện tại là 25 tuổi và quê mình tại Đắk Lắk. Em làm telesale bên mảng về dịch vụ tuyển dụng. Hiện tại em làm ở quận 1. Rồi, mời bạn trai. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Và bạn nữ bên kia. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Hoàng Long. 25 tuổi. Sao hồi hộp vậy? Dạ. Quê ở đâu? Dạ quê em ở Sài Gòn. Em làm gì? Dạ em làm nhân viên bán cà phê em. Cái gì đâu mà hồi hộp, nhân viên tao phải thoải mái lên, tự tin chứ đúng không? Dạ. Chị hỏi nè, cái cà phê á, em là nhân viên bán cà phê cho người ta hay dạ, là gia đình em có quán cà phê? Dạ gia đình em có bán cà phê chị. Em vừa làm pha chế, vừa làm nhân viên đưa cho khách, rồi là làm thu ngân làm hết. Nó còn mình nó bán rồi mình nó thu luôn đó. Dạ. Dễ thương á. Mai em nói về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với mọi người, biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em chắc là em làm telesale nên chắc là em hay nói nhiều với lại có thể là nói nhanh một xíu. Em có cái tật xấu nào không? Có ghen dữ lắm không? Em thì em có ghen, nhưng mà ghen có, nói chung mình ghen đúng thì mình ghen. Còn cái gì không nên ghen thì em sẽ không có ghen. Ghen vô cớ. Có nóng tính không? Bình thường thì em cũng ít nóng tính đó. Chỉ khi mà em xúc động quá thôi. Rồi mời bạn trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, lại gặp ai cũng nói được hết. Khuyết điểm em ít tài lẻ lắm. Khuyết điểm đó tài lẻ. Khuyết điểm là em mất tài lẻ. Thì em có mấy mối tình rồi Long? Dạ ba mối tình anh. Ba mối tình luôn hả? Nhưng mà tài như đơn phương không? Ủa đơn phương không? Dạ. Em có nói với người ta không? Dạ có chứ. Em nói sao? Trong tin nhắn á, nhắn là em rất là yêu bạn đó. Bạn đó cũng vẫn nhắn lại bình thường thôi, nhưng mà bạn không có vô vấn đề là tình yêu anh. À tức là tỏ tình mà không được. Dạ, đúng không anh? Nhưng mà đó giờ em có nắm tay một người con gái nào chưa? Dạ. Dạ có. Có rồi, có hôn ngượng gái nào chưa? Chưa. Chưa luôn. Đó, thấy chưa, thấy bên đây ta còn tính nguyên không?
Còn mình thì sao? Mai em có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình cách đây khoảng 2 năm rồi. Là một mối tình duy nhất quen được bao nhiêu lâu? Một em quen thì cũng được khoảng có hơn 3 tháng thôi chị. Lý do chia tay? Do là khoảng cách địa lý với lại bạn đó về quê lập nghiệp luôn đó chị. Bây giờ thì có điều kiện rồi đó, hai bạn ở chung một thành phố luôn. Bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Long? Dạ, nửa yêu thương là cần cao 1m55 trở lên. Rồi không có mà đu đòi quá, mặt mũi xinh xinh tí. Con gái là phải xinh rồi. Vấn đề là mình qua mình cảm nhận thế nào thôi. Em gặp em thích là em... Gặp thích là thích thôi đúng dạ, không? Đúng rồi. Rồi. Còn em? Em người mẫu lý tưởng của em thì cao hơn em thì tầm khoảng 1m65 hoặc là 1m7 trở lên. Có luôn. Em không thích bạn trai em bụng to quá, rất là bình thường thôi là được vậy chị. Em dạ. Không thích cái điều gì ở bạn trai về tính cách? Về tính cách thì em không thích bạn trai ba phải. Đặc biệt là không thích con trai hút thuốc lá chị. Không thích con trai ba phải. Dạ. Không thích trai hút thuốc lá luôn. Dạ. Bên này không có hút, để bán cà phê, uống cà phê thôi. Dạ. Uống cà phê được không? Dạ được, nhà em ở Đắk Lắk nữa. Nhưng mà cà phê thì em cũng đi làm thì cũng uống cho nó tỉnh táo tỉnh táo thôi. Dạ. Em nếu như mà bên em với bên đây đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu chúng ta có thể đang tiến tới được? Dạ nếu mà phù hợp thì khoảng tầm 1-2 năm. Em hình dung chàng trai bên đây thế nào? Nãy giờ nghe giọng nói. Em nghe giọng nói thì chắc là hơi nhút nhát một xíu. Rất là nhút nhát, thành ra là ba dạ. Mối tình đều là đơn phương hết luôn đó. Bà mối qua coi coi được không nè. Bạn nam ơi, dạ. Em hình dung bạn nữ bên đây như thế nào? Dễ thương, theo em nghĩ là bạn nhỏ con. Em nghĩ bạn này cao hay lùn? Theo em nghĩ là cỡ 1m58. Dạ em 1m62. Người ta 1m62 được đó ông dạ. Ơi. Em cao mét nhiêu? Em cao 1m7. Đẹp trai à, em này đẹp trai lắm à. Đúng rồi. Có duyên á. Đó, em không thích điều gì ở bạn gái? Thấy ví dụ thấy người ta mua cái gì ra mới ra là mình đua đòi mua theo hả? Em không thích. Mà em đi với ai hôm nay? Hôm nay em đi với bạn. À. Bạn thân. Dạ em chào hai MC dễ thương. Chào quý vị khán giả. Dạ em tên Minh, là bạn của Long. Thì theo mình thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Theo mình là bạn hiền. Dạ. Hai bạn đến đây là cũng là một cái duyên rồi. Dạ, nên bấm nút cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu tiến tới xa hơn. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai? Hôm nay em cũng đi với bạn thân của em. Dạ, xin phép chào hai MC cùng với lại bạn Long cùng với lại quý vị khán giả ở đây. Dạ, em xin phép tự giới thiệu, em tên là Thu Hiền, là bạn thân của bạn Mai. Và em là hàng xóm với nhau, là chơi thân từ nhỏ đến lớn giờ. Hiện tại trước đó Thanh Long có nói là Long hiện tại là ảnh kinh doanh cà phê với là hỗ trợ thông tin cà phê. Vì tại bên em là phố núi nên là thành phố cà phê luôn. Đúng rồi. Mọi người có thể là có dịp thì có thể mời quý vị khán giả về ghé thăm thành phố cà phê bên em. Hiện tại chị Bếp Anh nhận xét về bạn Nam. Hiện tại là bạn khá là hiền. Thì nếu mà có nhu cầu thì hai bạn có thể là tìm hiểu thông tin với nhau và tiến đến hôn nhân cũng được. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi Long. Em cảm ơn ạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Đây là khăn choàng cổ em tự đan á, em mong là anh sẽ dùng nó những khi trời lạnh. Rồi, ok. Anh nãy giờ thì chia sẻ thì em cũng chưa có rõ hình mẫu lý tưởng của anh á. Thì không biết là anh muốn một người phụ nữ, người yêu hay là người vợ của anh á thì như thế nào? Hình mẫu của anh là không có đua đòi, với lại biết làm công việc nhà tí thôi. Nói chung việc nhà thì em cũng biết làm. Nói chung là khi ví dụ chúng ta mà tiến tới được với nhau á, thì ví dụ như là em làm việc nhà thì em cũng mong là anh có phụ giúp việc nhà cho gia đình á. Đúng rồi, đúng rồi. Còn về đua đòi thì anh yên tâm, em không phải là người phụ nữ đua đòi anh. Em thì em thích một người biết quan tâm chăm sóc cho gia đình. Nói chung là biết đối nội đối ngoại. Nhưng mà em vẫn mong muốn là anh hướng về gia đình nhiều hơn. Rồi cũng muốn anh là người chính trực. Anh có lập trường vững. Đúng rồi. Với lại có ý chí. Em thấy con trai chủ yếu là, đặc biệt là người chồng á, phải có ý chí mới biết chăm lo cho vợ con, hướng tới gia đình là được anh. Trời ơi, hiền gì mà hiền dữ rồi vậy trời. Rồi mình hẹn hò sao đó Long?
Nói cho bạn gái biết đi, tuần mình gặp nhau thế nào đó. Ví dụ như em rảnh ngày nào thì em cứ nói anh, rồi anh anh lúc nào cũng thời gian cũng rảnh. Nhưng mà em biết không, nhiều khi mình phải có cái nhu cầu của mình nữa. Đâu phải là bạn gái rảnh thì là, hoặc là muốn gặp em á, thì em mới đến gặp đâu. Em phải có cái mong muốn là em muốn gặp bạn gái, thì là lúc đó bạn gái có dành cái thời gian cho em được hay không đó. Thì một tuần em rảnh khoảng bao nhiêu ngày? Một tuần thì hiện tại em làm từ thứ hai đến thứ sáu. Em làm từ 8 giờ sáng tới khoảng 7 giờ tối. Thì còn sau giờ gian đó thì em rảnh. Sau thời gian đó thì em muốn mình có thể gặp nhau, còn hoặc thứ bảy chủ nhật thì lúc nào cũng được. Rồi tương lai hai đứa lấy nhau thì mình ở đâu ha? Dạ, tương lai chắc ở nhà em, nhà anh. Được đó, đó phải vậy em... mới được. Ở nhà anh đó, thì em thì vậy. Lấy chồng thì chồng ở đâu thì em theo đó. Nếu mà tiến tới được hôn nhân á thì anh thích trai hay gái, với anh thích bao nhiêu đứa? Theo anh nghĩ á, con cũng như nhau, cũng như trai gái đồng cấp nhau hết. Đó, quan trọng đó là con của mình vậy, đúng không? Con của mình thì yêu thương thôi anh. Anh thấy em thì đáp ứng được khoảng bao nhiêu phần trăm về người mẫu lý tưởng của anh? Khoảng chắc 80%. Em mong là anh sẽ tự tin và chủ động hơn một xíu. Dạ, em thấy anh thì khá là hiền. Rồi bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút rồi bắt đầu mình tiến hành bấm nút nha. Em thì không có tài lẻ nhiều, thì thôi em cũng hay hát, thì hát cũng hay lắm, thì thôi em tặng mọi người một bài. Bài Hơn Cả Yêu của Đức Phúc. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Dạ, em xin hết ạ. Cảm giác trong em bây giờ hơn cả yêu rồi đó. Bây giờ trở về ghế đi, chúng ta tiến hành bấm nút thôi các bạn. Sau một cuộc trò chuyện và trao đổi cũng như góp ý của bạn bè, chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Thôi, cái cặp này bấm rất là đồng điệu, bấm rất là nhịp nhàng luôn. Rồi, chúng ta nhau đi Long. Ngày mai chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ thì Long có thể nhìn về màn hình, có thể là gia đình của Mai đang xem. Và mình xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò và hứa với gia đình cái gì đó nha. Dạ, xin phép cô chú và con với lại Mai hẹn hò với nhau. Con sẽ chăm lo cho Mai, với lại cho Mai được hạnh phúc. Sau này để anh mạnh mẽ lên để chủ động rủ em đi chơi. Rồi lo cho em các kiểu. Đúng rồi. Rồi hung coi nào. Rồi, chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hai đứa đi đỡ uống cà phê Long.